chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân. Các địa phương đẩy nhanh gieo cấy vụ xuân. Chuẩn bị cây cảnh trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh. Bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Từ buổi gặp mặt có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, tướng lĩnh quân đội và công an, lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành trung ương là người con quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Trước buổi gặp mặt, các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính của những người con Hưng Yên, quê ngoại của Bác và cũng là nơi từng vinh dự được người về thăm 10 lần. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19. Báo cáo do Trung tướng Nguyễn Chiến, nguyên trưởng ban cơ yếu chính phủ, trưởng ban liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội cho biết, hội hiện có gần 2.000 hội viên. Những năm qua, các hội viên luôn phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương, nỗ lực công tác học tập, lao động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những hoạt động thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống, ban liên lạc đã tập hợp được những doanh nhân, cán bộ khoa học, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ thành đạt, nhiệt tình và tâm huyết đóng góp công sức, kinh phí cho các hoạt động của hội và hướng về quê nhà. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch tỉnh trong phòng dịch Covid, chúng ta đã chuyển về Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Quỹ phòng chống Covid của tỉnh Hưng Yên 2 đợt. Đợt 1 được 260 triệu đồng, đợt 2 được 300 triệu. Vừa qua thì trong cái hoạt động kỷ niệm lớn của nhà nước thì có nhiều bác người Hưng Yên, những là nhân chứng lịch sử, và chúng tôi cũng đã gửi điện mừng để hỏi thăm. Ví dụ như cái kỷ niệm 50 năm chiến thắng B-52 thì có bác Nguyễn Văn Phiệt, trung tướng, là người đã tham gia bắn rơi hai máy bay B-52. Bác Ngân là lãnh đạo trong thời kỳ chúng ta. Rồi bác Đỗ Giản Đại thì năm nay là cụ 96 tuổi. Bác đã là giám đốc bệnh viện Bạch Mai cái thời kỳ năm 72. Chúng tôi có tham gia những hoạt động với tư cách là ban liên lạc, tham gia khi về bác Nguyễn Quyết nhân kỷ niệm 100 năm của bác, tham gia vào cái hoạt động đặt tên đường phố cho bác Hoàng Minh Thảo. Tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông tin tới những người con Hưng Yên tại Hà Nội những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2022, đặc biệt là sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc với tốc độ tăng trưởng đạt 13,4%, cao nhất trong 15 năm qua, xếp thứ 5 toàn quốc, thu ngân sách kỷ lục trên 51.000 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng gần 1.000 hectare cho các khu công nghiệp. Thông tin về những định hướng chính của tỉnh thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu đặt ra trong quy hoạch tỉnh đến năm 2037, kỷ niệm 40 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, phấn đấu là thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm việc làm tốt đẹp của các hội viên hướng về quê hương. Các hội viên tham gia Hội đồng Hương người Hưng Yên ở tại Hà Nội trong năm qua, trong 2 năm qua đã có rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên về tài chính, vật chất, tinh thần, cơ hội, sự phối hợp công tác với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên để hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên của chúng ta có được sự phát triển về mặt kinh tế xã hội trong những năm qua hết sức là ấn tượng. Để thay mặt cho lãnh đạo tỉnh xin chúc mừng những kết quả đạt được của Hội đồng Hương tỉnh Hưng Yên tại Hà Nội trong năm qua, và xin trân trọng cảm ơn tới tất cả những người con quê hương Hưng Yên hiện đang sinh sống, lao động, học tập ở tại Hà Nội với những sự đóng góp rất là to lớn trong thời gian vừa qua cho tỉnh Hưng Yên. Thưa
bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu vượt bậc của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Với tình cảm trách nhiệm sâu sắc với quê hương, Đại tướng Tô Lâm cũng gợi mở một số vấn đề để Hưng Yên phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Được nghe cái thông báo của tỉnh, chúng tôi rất phấn khởi. Phải nói một cái câu là chưa bao giờ tỉnh Hưng Yên chúng ta phát triển như bây giờ. Và cũng đứng ở một cái tiềm năng phát triển, hoàn toàn có những cái điều kiện phát triển rất tốt. Chúng tôi theo dõi rất sát tình hình phát triển của tỉnh. Một là cái phát triển kinh tế thì đây là cái trọng tâm. Phát triển hạ tầng cơ sở là rất tốt, nhưng mà cũng phải phát triển cho đồng đều. Bây giờ chúng ta mới đang phát triển ở những cái trục ven đường quốc lộ số 5 và đường 39. Tức là có hạ tầng cơ sở đến đâu thì kinh tế phát triển theo đến đấy, nhưng không để chênh lệch. Ví dụ Tiên Lữ, Phủ Cừ bây giờ trở thành vùng sâu vùng xa của tỉnh Hưng Yên. Đấy, bây giờ phải phát triển những cái đường đó vào để cho cái khu vực này tiềm năng có thể phát triển, không được để mất cân đối. Đấy, và phát triển công nghiệp, đấy, công nghệ cao là một cái hướng rất đúng rồi, không có phát triển một cách bừa bãi. Phát triển làm sao người mức độ thôi, nhà máy cũng như thế thôi, một nhà máy ít công nhân lao động, giá trị cao càng tốt. Đấy, con em đưa vào làm việc ở đấy, còn nếu không xuất khẩu lao động, đào tạo nghề đi vào những vùng khác. Cái giá trị đất nông nghiệp của chúng ta rất quý, đồng chí xác định cái việc đó chúng tôi rất đồng tình. Bây giờ nông nghiệp làm sao cứ phải 1 hectare đất mỗi năm thu phải được 1 tỷ đồng. Đấy. Thực tế là chúng ta làm được cái việc đó. Đấy, có những vùng trồng hoa, người ta trồng một chậu hoa bán ngày Tết thôi, có thể mua được mấy tạ lúa, mà nhàn hơn trồng lúa nhiều. Đấy, không mất đất bằng nhiều bằng trồng lúa. Tìm những cái gì đấy để có cái năng suất cao nhất, để cho phát triển. Dân giàu nước sẽ mạnh. Một cái vấn đề nữa là chúng tôi cũng muốn đề nghị với tỉnh là hết sức quan tâm. Chúng ta sẽ tiến đến đô thị hóa và phát triển rất mạnh. Nhưng mà không được thể quên được cái vấn đề văn hóa. Bây giờ là phải nghĩ đến là cái việc phải bảo tồn văn hóa làng xã. Đấy, của vùng đồng bằng Bắc Bộ rất truyền thống. Ông cha ta để lại đây hàng nghìn năm những di tích, những cái lịch sử như vậy. Thế thì phải từng xã, từng huyện, từng tỉnh phải có cái kế hoạch để bảo tồn. Vừa rồi các ông chí cũng rất quan tâm, đây cũng có vấn đề thời sự. Đấy là công tác xây dựng đảng. Hôm nay đấy đông đủ các ông chí lão thành cách mạng, các ông chí cũng đã rồi cũng theo dõi thông tin dự chứng. Nói rằng là đảng ta tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Chưa bao giờ quyết liệt và làm triệt để như bây giờ. Rõ ràng là cái công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng chúng ta vô cùng quan trọng. Không phải giặc ngoại xâm mà giặc nội xâm. Tự chúng ta sẽ làm mất tín nhiệm và tự chúng ta sẽ làm khó khăn với chúng ta. Không thể còn con đường nào khác. Phải triệt để, phải làm đến cùng. Không có ngoại lệ, không có vùng cấm như tuyên bố của đồng chí Tổng Bí thư. Mà rõ ràng càng làm càng có tín nhiệm. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng Ban liên lạc Hội đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng 23 hội viên được trao huy hiệu từ 50 năm tuổi đảng trở lên. Chúc mừng 11 hội viên được thăng phong quân hàm cấp tướng và bổ nhiệm chức vụ cao cấp ở các cơ quan nhà nước. Mừng thọ cho 139 hội viên từ 70 tuổi trở lên. Sáng nay tại xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tặng quà học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành công trình thư viện, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự chương trình có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại chương trình, ban tổ chức đã dâng hương tại nhà lưu niệm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đồng chí Trung tướng Nguyễn Bình. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toàn và ban tổ chức đã khánh thành công trình thư viện Tuổi Hồng tại trường tiểu học Nguyễn Văn Linh và tặng sách cho nhà trường trị giá 40 triệu đồng. Tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã trao quà cho 30 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong học tập trị giá 60 triệu đồng. Tặng biển công trình, nhà vệ sinh cho em cho một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh trị giá 70 triệu đồng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chia sẻ tầm quan trọng của việc đọc sách của thanh thiếu niên. Đồng chí mong muốn Trung ương Đoàn Thanh niên và Tỉnh đoàn Hưng Yên sẽ tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa tại tỉnh Hưng Yên. Chương trình còn có buổi giao lưu tuyên truyền phổ biến pháp luật giữa cán bộ của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Hưng Yên với gần 1.300 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ, giúp các em hiểu biết hơn về pháp luật, sống có mục đích và lý tưởng để trở thành công dân có ích.
Trải qua một năm với nhiều khó khăn biến động về giá, tháng đầu tiên của năm mới 2023, hoạt động của nhà máy ống thép Hòa Phát, Hưng Yên có nhiều khởi sắc hơn khi đơn hàng sản xuất và đơn hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Sau đợt nghỉ Tết đến nay, gần 1.000 công nhân của nhà máy ống thép Hòa Phát Hưng Yên thuộc tập đoàn Hòa Phát tại huyện Văn Lâm luôn duy trì chạy 3 ca liên tục trong ngày. Với đơn hàng trong nước và đơn hàng xuất khẩu đã có, đảm bảo cho các dây chuyền của nhà máy hoạt động liên tục đến hết tháng 4. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu mà còn trực tiếp đảm bảo việc làm thu nhập người lao động. Ngoài lương trả đúng quy định hàng tháng ra thì công ty còn có thêm tháng 13 và có thêm xét thưởng cuối năm loại ABC. Sau vào công ty một tháng thì hết thời gian thử việc thì chúng tôi được công ty đóng bảo hiểm luôn. Gần một tháng qua, sản lượng sản xuất đạt trên 15.000 tấn. Bình quân mỗi ngày, nhà máy đóng từ 10 đến 15 container hàng ống thép các loại đưa đi cảng Hải Phòng để xuất khẩu sang các nước Mỹ, Canada, Myanmar và Ấn Độ. Chúng tôi thì cũng đã có cái sự chuẩn bị về nhân lực, về thiết bị cũng như về cái kế hoạch điều độ để bảo đảm là khi mà thị trường ấm lên thì chúng tôi sẽ sản xuất được tối đa. Nhằm vượt khó và phát triển, doanh nghiệp không ngừng tự làm mới mình cũng là một giải pháp để đón đầu cơ hội và thị trường tiêu thụ. Dây chuyền cán tân nguội trị giá 100 tỷ đồng mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2022, đầu năm 2023 giúp đa dạng hóa hơn các dòng sản phẩm với độ dày bất kỳ theo yêu cầu của từng thị trường, từng khách hàng. Tín hiệu vui ngay đầu năm để nhà máy ống thép Hòa Phát giữ vững ngôi đầu về doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước so với các nhà máy khác thuộc tập đoàn Hòa Phát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua huyện Văn Giang tập trung hỗ trợ các hợp tác xã và người nông dân để nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn huyện có 13 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm được công nhận 4 sao và 11 sản phẩm được công nhận 3 sao. Trong đó, có 3 sản phẩm mới được công nhận, đó là hoa dạ yến thảo của Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh xã Xuân Quan, ổi Đài Loan của Hợp tác xã Sản xuất Rau Quả Ngọc Bộ xã Long Hưng và quất lọ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp xã Thắng Lợi. Huyện tập trung đầu tư máy móc, hỗ trợ tập huấn, khuyến khích bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng thương hiệu những sản phẩm truyền thống theo chất lượng Việt Gáp trị giá 5 tỷ đồng. Các hợp tác xã xây dựng website riêng để giới thiệu và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, sữa ong chúa, mật ong chúa, phấn hoa, ruốc gà cay. Thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Giang phấn đấu có thêm từ 3 đến 5 sản phẩm OCOP mới và có khoảng 2 sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận 5 sao. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy trên 25.000 ha lúa, trong đó tập trung gieo cấy 100% diện tích trà muộn. Thời gian này, các địa phương, đơn vị và nông dân đang tích cực chuẩn bị điều kiện cần thiết để hoàn thành gieo cấy trước ngày 5 tháng 3 theo chỉ đạo của tỉnh. Do năm nay lập xuân sau Tết, vì vậy bà con nông dân có nhiều thời gian để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân. Vụ xuân này, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 6 giống lúa chủ lực cho nông dân và hỗ trợ diệt chuột diện rộng. Toàn tỉnh phấn đấu năng suất lúa ước đạt trên 66 tạ một hecta, diện tích lúa chất lượng cao chiếm trên 70%. Hiện nay các diện tích đã được đổ ải, nông dân các địa phương đang tích cực làm đất gieo mạ để triển khai gieo cấy. Vụ xuân này, nhiều địa phương đã áp dụng mạ khay bái cấy nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động và để đảm bảo thời vụ năng suất, ngăn ngừa hiệu quả lúa cỏ phát sinh gây hại. Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh đã sản xuất mạ khay và máy cấy được 250 hectare. Ngoài ra các huyện như Văn Lâm, Ân Thi, Phù Cừ cũng đã mở rộng diện tích. Ước vụ này, diện tích mạ khay máy cấy sẽ đạt trên 10%. Đến nay chúng tôi đã khoảng hơn 30 hectare cấy bằng mạ khay máy cấy. Chúng tôi còn triển khai bằng một là gieo xạ, hai là cấy mạ dược. Đang phấn đấu trong cái thời gian thuận lợi nhất thì từ nay đến hết tháng 2 chúng tôi sẽ cấy khép kín diện tích trong khung thời vụ mà chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và tỉnh. Cùng với đó, một số địa phương đã chuẩn bị đất để gieo thẳng khi thời tiết ấm trên những chân ruộng chủ động tưới tiêu nước. Đến nay các địa phương đã gieo cấy được 1.500 ha lúa xuân, đồng thời đang tích cực làm đất gieo mạ và các điều kiện khác. Theo kế hoạch của tỉnh, các địa phương cơ bản hoàn thành gieo cấy trong tháng 2, kết thúc gieo cấy chậm nhất ngày 5 tháng 3. Chúng ta là chủ yếu là cấy mạ lúa xuân muộn,
thì thời điểm tháng 2 là thời điểm thích hợp nhất cho lúa trổ bông sau này. Đối với những cái giống mà có thời gian sinh trưởng từ 130 đến 140 ngày thì thời gian trổ sẽ khoảng từ mùng 10 đến 20 tháng 5, thì nó vừa tránh được nắng nóng gió tây, nên là thời điểm thích hợp nhất là chúng ta cấy trong tháng 2. Vụ lúa xuân luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và sản lượng lương thực cả năm. Chủ động chuẩn bị tốt các khâu giúp đảm bảo sản xuất kịp thời vụ, phấn đấu đạt năng suất giá trị cao nhất trên diện tích gieo cấy. Nhằm chuẩn bị tốt chương trình triển lãm cây cảnh nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân năm 2023 tại khu vực quảng trường trung tâm tỉnh Hưng Yên, đến nay công tác chuẩn bị các tác phẩm của nhiều nhà vườn đã cơ bản hoàn thành. Buổi triển lãm năm nay đã thu hút hơn 300 nhà vườn đến từ 18 tỉnh, thành phố đến trưng bày với hơn 400 tác phẩm như xanh si, tùng, khế mai, chữ thủy, cần thăng, với nhiều kiểu dáng kích thước, thế cây độc đáo quý hiếm. Trong đó, công tác chuẩn bị cũng được bố trí chu đáo, cẩn thận, sắp xếp gọn gàng như tổ chức bắc sạp, kê phong sạp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng sân khấu. Bên cạnh đó, với số lượng tác phẩm lớn nhất từ trước đến nay, nên ban tổ chức sẽ không thu vé để xe khi người dân khách tham quan đến xem thưởng thức nghệ thuật. Trưng bày cây cảnh lần này thì có lẽ đây là một cái lần lớn nhất của tỉnh Hưng Yên. Từ trước tới nay, chúng tôi tiếp nhận cây của toàn thể 20 tỉnh thành trong cả nước. Cái không khí diễn ra trong suốt mấy ngày nay thì anh em người ta rất phấn khởi, rất hồ hởi. Bà con nhân dân hoặc là bạn bè thập phương các tỉnh, người ta về đây người ta rất vui mừng, thấy là một cái không khí rất là náo nhiệt. Đây là sân chơi bổ ích lành mạnh để những người yêu sinh vật cảnh được chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh độc đáo, thể hiện sự sáng tạo, nét tài hoa của đôi bàn tay con người. Dự kiến đợt triển lãm sẽ kéo dài 13 ngày, bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chi hội cựu chiến binh tổ dân phố Tương Hòa, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận khéo theo hướng chủ động, thiết thực, gần dân. Từ đó, củng cố niềm tin với nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đầu năm 2022, phường có triển khai cải tạo nâng cấp tuyến đường khu dân cư Dương Hòa, có chiều dài gần 500m, rộng 7m và giải thảm nhựa, lắp đèn chiếu sáng. Tuy nhiên rất khó khăn để nhân dân tham gia hiến đất mở rộng con đường bởi hầu hết đều là đất thổ cư có giá trị lớn. Tuy nhiên, nhờ xây dựng kế hoạch cũng như ưu tiên vận động những hội viên cựu chiến binh trước về những lợi ích khi mở rộng đường, nhờ đó chi hội đã vận động được gần chục hộ trên 37 hộ dọc tuyến đường khác tham gia với diện tích hơn 2.000m², nhờ đó tạo thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng. Đường này hồi xưa là tầm 3 mét thôi, một xe đi thì lại phải lùi lại cho một xe tiến mới đi được. Ban vận động của chi hội cựu chiến binh vận động toàn bộ gia đình, hàng xóm, cả công trình phá ra là chúng tôi đã xây lại, không phải địa phương bồi thường. Thế bây giờ con đường rất là khang trang sạch đẹp. Cùng với đó, nhóm lớp liền, hội cũng duy trì được các tổ tự quản bảo vệ môi trường. Đến nay có trên 10 hội viên tự nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, qua đó tạo cảnh quan sạch sẽ, văn minh. Trước đổ trộm rác rất nhiều, bẩn thỉu, cống rãnh không có, cho nên là rất là mất vệ sinh. Từ hồi mà có các cựu chiến binh của tổ dân phố dọn dẹp thì hàng tuần mang xe rùa rồi chổi rồi quét dọn đường nó quang đãng, vệ sinh coi sạch sẽ. Ngoài ra, nhiều năm liền, chi hội đã giúp cho gần chục cựu chiến binh được vay vốn để giải quyết việc làm từ quỹ hội với số tiền 30 triệu đến 100 triệu đồng. Tôi vay số vốn, số tiền của quỹ hội thì có hơn 100 triệu để tạo điều kiện công an việc làm cho một số anh em con cháu của đồng đội. So về ngân hàng thì mình không phải làm các cái thủ tục có rườm rà. Cùng với đó, năm 2022, hội cũng đã vận động được nhân dân cùng tham gia xây mới nhà quản trang và đường vào quản trang của tổ dân phố Dương Hòa với số tiền trên 600 triệu đồng. Qua đó, giúp người dân ở nơi xa cảm thấy yên lòng mỗi dịp về quê viếng thăm. Các cái hoạt động của tổ dân phố là đi vào lề lép, đạt hiệu quả rất cao. Cụ thể như là tuyên truyền vận động hội viên rồi nhân dân và vệ sinh môi trường, vận động thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cái quỹ hội dẫn đầu trong toàn phường, đảm bảo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 10 tháng 2 năm 2023, tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận thôn Ninh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi,
Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang máy xúc do Phùng Đắc Tuy, hộ khẩu thường trú tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương điều khiển, đang xúc đất lên xe ô tô mang biển kiểm soát 34H02086 do Hoàng Công Việt, sinh năm 1993, cũng có hộ khẩu thường trú như trên điều khiển, đã xúc được khoảng 3 mét khối đất. Thời điểm phát hiện, bắt giữ, do trời tối, đường chân trượt, quá trình tiếp cận gặp khó khăn. Đối tượng Việt đã hạ ben, đổ đất xuống đường và di chuyển xe ra vị trí cách đó khoảng 50 mét. Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện 5 xe ô tô khác đang chờ để chở đất. Tất cả đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất. Quá trình xác minh mở rộng, xác định lượng đất khai thác tại khu đất trên đã được vận chuyển, xúc lên tàu thủy số hiệu VB1421 do Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1968. Hộ khẩu thường trú tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển, đang neo đậu tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vi Thành ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Kiểm tra trong khoang tàu đang có khoảng 200 mét khối đất ghi xám.